Chào mừng các bạn đến với công ty Nhạc Việt tại 319 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Chắc các bạn đã rất quen thuộc với những âm thanh tuyệt vời của dòng organ Corbea Italia. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu tới các bạn một thành viên mới, một sản phẩm mới của công ty Nhạc Việt, đó là piano điện Decibel Vivo. Trong video clip này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng piano điện Decibel Vivo. Mình sẽ chia làm 3 phần. Đầu tiên là cách chọn tiếng và lưu băng tiếng. Chúng ta có 3 cách để chọn tiếng. Thứ nhất là dùng 4 phím điều hướng trái, phải, lên, xuống ở đây để thay đổi nhanh. Cách thứ hai, chúng ta có thể thấy ở đây có 6 cái nút. Phía trên này là acoustic piano, được chia làm modern là những tiếng mới và classic là những tiếng cổ điển. Ở đây chúng ta có thêm electric piano, organ, ensemble. Trong thư mục ensemble, chúng ta sẽ có những tiếng như là synth, brass, pad, string và voice. Sau cùng, mục thứ 6 ở đây là mục user. Chúng ta có thể đưa những tiếng từ bên ngoài vào bằng cổng USB. Bên cạnh đó, piano điện Decibel Vivo hỗ trợ chúng ta một băng gồm 20 tiếng để chúng ta có thể lưu những tiếng chúng ta yêu thích vào trong này. Và khi cần, chỉ cần vào đây gọi lại recall để sử dụng. Vậy bây giờ chúng ta muốn lưu một tiếng vào băng tiếng thì phải làm sao? Đầu tiên chúng ta sẽ chọn tiếng mà chúng ta muốn lưu. Ví dụ ở đây mình chọn tiếng romantic. Sau đó chúng ta ấn nút memory write và giữ luôn trong vòng 2 giây. Kế tiếp, chúng ta chọn vị trí lưu. Ví dụ mình muốn lưu vào vị trí số 14. Chúng ta ấn Save. Chúng ta có thể ấn hai nút này để cách khoảng. Và chúng ta có thể ấn hai nút này để xóa và lên xuống để đổi tên. Sau khi chúng ta đặt tên xong, chúng ta ấn OK. Và chúng ta đã lưu vào vị trí số 14. Cuối cùng, trong quá trình chọn tiếng, chúng ta muốn quay lại tiếng mặc định Vivo Grand của đàn. Chúng ta chỉ việc ấn hai nút này. 1, 2. Như vậy là chúng ta đã kết thúc phần chọn tiếng và lưu băng tiếng. Phần thứ hai, chúng ta sẽ đến chức năng ghi âm và phát lại những bài hát chúng ta đã ghi. Trước tiên, muốn ghi âm chúng ta sẽ set tempo, tức là set tốc độ của nhịp. Chúng ta sẽ ấn vào đây. Chúng ta chọn trái phải để tăng giảm tempo. Chọn nhịp chúng ta sẽ ấn lên xuống để chọn nhịp. Ví dụ ở đây mình chọn nhịp 4-4 hoặc 5-4. Bên này hỗ trợ chúng ta half, double, half có nghĩa là chia phân nửa tempo. Như mình ấn half thì nó chia còn 60. Double, 120, tức là nhân đôi lên. Sau khi chúng ta đã set up nhịp và tempo, chúng ta ấn vào đây. OK. Kế đó, chúng ta sẽ chọn bên này là metronome, dành cho những bé muốn tập ở nhà. Ấn một lần nữa để tắt. Sau khi đã set tempo và mở metronome để giữ nhịp, bắt đầu chúng ta ghi âm. Đây là nút record. Chúng ta ấn một lần để bắt đầu record. Sau khi đã hoàn thành xong tác phẩm của mình, chúng ta ấn nút record một lần nữa để lưu.
Tất nhiên, nếu các bạn muốn lưu vào, các bạn phải chuẩn bị sẵn một chiếc USB với bộ nhớ không giới hạn chúng ta cắm vào cây đàn, thì Decibel Vivo mới cho chúng ta sao lưu bài hát. Và chúng ta chọn Song và ấn Song List để chọn những cái bài hát chúng ta đã lưu. Ví dụ ở đây mình chọn bài thứ 6, Select và phát lại. Nếu chúng ta muốn phát bài khác, chỉ việc chọn bài khác thôi. Select một lần nữa, chọn bài số 4. Rất dễ phải không nào? Sau cùng, chúng ta sẽ đến chức năng chia bàn phím. Decibel Vivo cho chúng ta 4 chức năng để chia bàn trên bàn phím. Đầu tiên là mặc định. Thứ hai là chức năng Combine. Nó sẽ hiển thị cho chúng ta hai bàn phím. Như ở đây. Các bạn thấy. Chúng ta sẽ có hai tiếng. Tiếng chính nằm ở trên là Vivo Grand. Tiếng phụ là Warm Pad. Nếu chúng ta muốn thay đổi tiếng, chúng ta chọn trên hoặc dưới, sau đó chúng ta ấn vào bảng chọn tiếng để chọn tiếng khác. Ví dụ mình chọn tiếng Vivo Upright Acid và tiếng String. Kế tiếp đến chức năng chia bàn phím thứ ba, Split, có nghĩa là một nửa bên tay trái sẽ là tiếng khác và một nửa bên tay phải sẽ là tiếng khác. Và cách thức đổi tiếng cũng giống như vừa rồi, chúng ta chọn trên hoặc dưới rồi chúng ta đổi tiếng thôi. Và cuối cùng là chức năng Forehand. Để vào chức năng Forehand, chúng ta ấn đồng thời hai nút như thế này. Forehand. Bàn phím nó sẽ chia làm đôi như thế này. Chức năng này rất là phù hợp cho những bé học piano ở nhà, có giáo viên dạy kèm. Thì nó sẽ chia 88 phím piano thành hai bên, mỗi bên 44 phím, cùng một octave để một bên giáo viên hướng dẫn và một bên bé ngồi học trực tiếp. Piano điện Decibel Vivo Made in Italia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.